Cường xin chào cả nhà nha. Hôm nay Cường vẫn tiếp tục công việc cũ cả nhà ơi. Đi săn ong rừng tiếp cả nhà. Hôm nay Cường ghé Cường bắt lại cái tổ ong cũ mà đã bắt một dao rồi. Nhưng mà cái video trước thì Cường không có quay clip. Hôm nay mới quay cả nhà. Hôm nay đi vẫn đi chung với chú Cường. Chú chào cả nhà chú ơi. Rồi Trường Giang xin chào cả nhà luôn nha. Chú Trường Giang. Ông hello nữa. Hello cả nhà. Giờ này cũng vẫn chưa ở nhà. Vô đây bắt hai ổ cả nhà. Một cây ổ là cây u với ổ cây mắm. Mà hai ổ ong này thấy lớn lắm nghe cả nhà. Thấy nó vuốt lại để coi nó như thế nào, quay clip sẵn quay clip chia sẻ cho cả nhà xem luôn. Thì cũng sắp mưa tới rồi, thành ra nó gắng cố gắng mà để mà đi bắt nha cả nhà, đặng mà có mặt để đó, ví dụ mà lỡ mà có bị ế quá thì cũng để đó để dành bán từ từ nha cả nhà. Để Cường quay camera lại cho cả nhà xem mẫu ong như thế nào nha. Nè. Nó cả nhà. Ổ ong nó vuốt lại lắm nha, ổ ong này tầm khoảng 1,5 m nha cả nhà. 1,5 m được không chú? Đó đó. 1,4 m, 1,5 m tính từ mấy con nó đu cả nhà. Là nó từng khoảng 1,5 m. Nó bự dữ lắm. Nãy ổ kia chút xíu lên nó bự hơn con biết nhiều nữa. Con ổ ngoài kia cũng lớn lắm cả nhà, cũng về thòn lòn vậy đó, ổ này kèo đứng nha cả nhà. Để Cường quán gọi sơ lược cho cả nhà xem. Thì nói chung ra nhiều anh em hỏi Cường là như vậy, quán gọi làm sao vậy đó. Cường cũng nói thiệt với cả nhà luôn là như vậy. Nó chỉ có đơn giản là như vậy thôi cả nhà. Mình chỉ cần kiếm lá tươi, lá khô ở trong rồi lá tươi ở ngoài đặng cho mà tạo khói thôi, chứ nó cũng đâu có gì là khó đâu cả nhà. Hút bằng nhang cũng được, sơ dừa cũng được, nói chung cái gì vật dụng gì là có khói là mình cứ làm thôi. Nói vậy đó cả nhà, chứ đâu có gì là khó đâu. Nhưng mà Cường cũng nói với cả nhà luôn một điều về là nó ong thì nó lúc nào cũng phải vậy nghe cả nhà. Mình lên mình chọc phá tổ ít nhiều hơi quýnh. Riêng ở xứ khu vực miền nói thẳng nói chung là khu vực miền Nam đổ về đi. Miền Nam từ ở Sài Gòn đổ về miền Tây gần đi. Là cỡ nào anh em nào mà hút cỡ nào cũng sẽ bị quýnh, chứ không đường nào không bị quýnh cho nghe cả nhà. Đó thì để Cường quán gọi xong rồi Cường lên bắt, Cường mời cả nhà cùng đồng hành với Cường lên bắt hai tổ ong nghe cả nhà. Leo lên nha cả nhà. Cái gọi này Cường làm bắt hai ổ luôn, không biết nổi không. Cách này sao leo cây yếu quá cả nhà. Ê, leo không nổi gì vậy. Ai da. Xuống hả? Xuống dưới đất này. Hung dữ vậy. Chưa hết xuống rồi trời. Mới bờ gốc nó xuống rồi. Cái này lên nhắc te tua với nó quá. Nó xuống rồi cả nhà. Ông tháng này nó hung dữ lắm. Bu em à. Ai leo lên nha các em. Mới chụp tay vô góc rồi quýnh. Dạ. Ong này lớn hùng cái nhà. Khói đưa lên rồi kia dữ dằn luôn mới được. Này cả nhà. Nhà coi tao ống lớn rồi nè. Quýnh dữ vậy, quýnh dữ lắm, quýnh này, quýnh vô bắp đùi không à. Nó cả nhà bự thấy ghê luôn á, không lấy ảnh này diện được rồi. Cường vẫn chưa thấy được con mặt của nó. Trời ơi cục mật. Ôi cục mật cũng im lắm cái nhà ơi, cũng không đến nổi, gọi là tệ. Cũng được. Cái thế này cũng hơi khó làm quá, nhánh này nó ra cùng. Chắc cũng khoảng cứng cứng lít chút xíu đó nha, lít ngoài. Ủa ông bự hết biết luôn, mặt nó vô hơi chai cả nhà ơi. Này cả nhà, nó cả nhà thấy chưa? Cũng ngon, cũng ngon lắm nè cả nhà. Ôi ôi, vậy là ngon lắm rồi đó, cắt dao hai mà. Lên chưa hết nó bay xuống, nó chụp Cường rồi. Mấy cái phần sâu này nè cả nhà, Cường cắt vô bịch chút xíu xuống đất là Cường sẽ lọc ra hết nha, chứ đâu có bỏ gì như vậy đâu. Thì giờ cô dì nào có xài mật thì cứ liên hệ với Cường, số điện thoại Cường là 0363 797047 nha cô dì. Mật ong thì Cường đảm bảo cho cả nhà 100% nguyên chất nha. Đó, như cả nhà thấy Cường bắt rồi đó, như vậy này nè. Với lại Cường làm kênh YouTube nên cả nhà cứ yên tâm, không có dám làm tầm bậy tầm bạ, mà Cường cũng không có biết làm tầm bậy tầm bạ nó như thế nào đó luôn nghe cả nhà. Cái đó là Cường nói thật tình. Đó, cả nhà. Ngon ghê, mặt vô gần đầy ống. Rồi Cường cắt nó nha. Bữa hôm cắt này nó kéo ngược của ông lên nha. Sửa dĩ xong rồi nha cả nhà. Lên lấy ảnh đại diện không được cho cả nhà xem, cũng hơi tiếc. Tại ông lớn, ảnh đại diện lấy được đẹp. Tại vì cái video của mình nó quan trọng cái ảnh đại diện lắm nghe cả nhà. Ảnh đại diện đẹp thì cả nhà mới có vô coi nhiều, còn ảnh đại diện xấu quá, ông nhảy xíu cả nhà cũng đâu có vô coi nhiều đâu, đúng không cả nhà? Đó là Cường nói thiệt luôn á. Ồ, cả lít rưỡi đó cả nhà, lít rưỡi có hơn. Da nó quýnh vô cái đầu con giò trời. Tự nhiên giờ bay lên quýnh mình ta. Ây da, Quýnh vô cái thằng ốc đít nó đau quá. Ôi ôi, ít gửi hơi ghe đấy rồi. Ngon lành. Còn xuống đất là còn sẽ lọc mấy cái này lại hết nữa nha, chứ đâu có để vậy đâu. Nhiều khi thấy quậy vậy chứ còn xuống đi xuống cây làm cho nó an toàn cả nhà ơi. Đó. Cái ngông này bu đi dữ ta. Xuống dưới đất đi mình sửa mấy cái phấn hoa hay là còn chút đỉnh không? Dạ. Nhìn xuống đây chụp quýnh trời. Xuống tới đây chụp cái quýnh cường cả nhà, nghe thấy không? Nữa nó hết khối nè. Miếng mặt đi làm quá cánh an toàn mà cũng te tua với ấu ong này luôn hả? Ê, đây cả nhà, mặt vậy là ngon lắm rồi đó cả nhà. Nó cả nhà thấy không? Chắc cũng khoảng lít rưỡi cả nhà. Lít rưỡi có hơn nha. Ôi đã, thôi còn lọc ba này ra cả nhà, lụm ba cái con nhộng lọt vô ra nữa. Thì thôi còn ốp máy cả nhà. Bắt ở mẫu nó còn quay cả nhà xem. Đây này nghe cả nhà. Nó đóng hơi núp. Nó quýnh cường nãy giờ cũng khá là nhiều rồi đó. Đốt đống lửa ở đây cái này cho khói nó lên cho nó đỡ một chút. Nói chung là Cường bó sát dây này chủ yếu là để quay video cho cả nhà xem nó được thoải mái hơn nha cả nhà, chứ nó bó này nó không có khói, nó cũng không có lợi ích gì hết. Trời ơi, quẹt quẹt không cháy nữa. Cây gọi này còn bắt hai ổ luôn, tận dụng luôn. Đó. Con này thì nó lớn nha cả nhà, dài. Đây nè, quay ảnh đi diện cho cả nhà xem đúng không? Hết bà nó bay hết rồi. Nè cả nhà, dài coi nè. Có ông dài hơn cùng một cây số. Đó, cả nhà thấy chưa? Nó bự mà nó dài. Để quay cái nữa cho cả nhà xem. Đó. Quá đã cả nhà ơi. Cả nhà thấy rõ chưa cả nhà? Ung khói lấy mặt nha cả nhà. Ông này kéo ra. Trời ơi, rồi cục mặt hơi dở rồi. Mặt hơi dở cái này. Ổ này lớn mà mặt dở hơn ổ lần trước. Tầm khoảng nửa lít. Đây nè cả nhà, ổ bự hết biết luôn á. Cả nhà nhìn con nằm ra nè, vậy mà còn chưa tới cục mặt cái nữa đó. Không biết được không nữa, mặt hơi yếu quá. Mặt vô tới đây luôn nè, hồi cường sữa còn lấy tới đây luôn nha cả nhà. Cắt cái phần con này là bỏ luôn nha. Đang cho mặt nó làm trong đây, nó đừng quẹt mấy cái tàu lá ngoài đó đó. Tận dụng lấy hết luôn. Nó mặt vô tới đây luôn nè. Nó cái phỉnh này là mặt không nè cả nhà, nó cả nhà thấy không? Ít từng nha cả nhà, hơn nửa lít thôi. Rồi, cắt mặt đó. Mệt quá cả nhà ơi. Leo hai cây liên tục cái phê. Mặt nó còn ở đây rất là nhiều luôn cả nhà. Trời ơi, còn đúng cái bịch một vậy. Mà cũng ít rồi nha. Nó lứt đó cả nhà ơi. Cái vậy chứ cũng nhiều lắm á. Trời ơi trời, nó ngập khối má ơi. Ngập khối cũng muốn đứt luôn á. Ôi, có cá lít cái này cũng được đi, hai ổ này chắc cũng phải 2,5 lít. Mặt ít quá. Nó mấy cái này thấy cái nặng nặng lắm cả nhà, mặt không giống à. Ôi nặng kịch luôn. Rồi xuống đó Cường sẽ lọc lại sau nha. Khói cũng thở hết nổi luôn. Ngập khói quá. Hả? Trời ơi, làm trong đây cục nữa nè. Ôi, làm trong đây cục nhỏ này, bỏ lại cho nó luôn nha. Không, không, được, được chú ơi, không sao. Chọn cho nó dư, nó kéo ông vô chứ không gì. Còn cục mặt cũng khá khá nè, rồi bỏ đi luôn. Chọn kèo cho nó chống nó kéo ông vô. Sửa dưỡng ổ lại mới lâu dữ. Cái hương này nó chạy kèo từ lứa cho nó gọc có thể nó quá đi luôn. Dưỡng ổ hết sức có thể nên mới lâu ngay nha. Hả? Trời, cái tàn mấy bên kia chú. Mấy bên kia ngon hơn, còn bên đây này nó nở hết rồi. Chú chạy bản cho lụm cái tàn chảnh đi chú, sát bên đó hả? Cái này nó hơi khô. Lọt xuống đây cái khỏi đầu thai luôn nè. Nè chú, lụm gọc ba cái con còn dính nữa ra lụm hết đi. Đây nè, nè. Nó cũng ngon cả nhà, hai ổ vậy cũng được rồi. Tính đầu lỗ mà, tính đầu lỗ ổ sau này mà cũng còn cứu lại được chút đỉnh. Ngon ăn cành nào luôn đó. Nó bơm tàn ít đó thôi. Rồi con cục mặt cũng lớn. Ô ông dài thòng lòn, nó dài cái khủng khiếp luôn á. Ghê không? Dạ. Nè cả nhà, nó thì thường là Cường ốp máy á, rồi Cường mới lọc ba cái con lại chứ Nhiều khi cả nhà không biết, cả nhà nói làm thấy dơ giá quá, ủa dơ ông kỹ, nói kia dơ kia cũng hơi bậy. Nói như cả nhà thấy nè, còn lọc lại toàn bộ hết nha cả nhà, mặt sạch sẽ bảo đảm cho cả nhà. Quýnh đầu còn mũi nha, banh cái đầu nữa. Thì thôi Cường cũng xin chào tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà xem hay thì nhớ cho Cường xin một like, một đăng ký để theo dõi những clip mới nhất của Cường. Chúc cả nhà xem clip thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Bye bye cả nhà. Bye cả nhà luôn.